Thế đó là trở kháng của bác chắc vẫn chưa hợp. Vỡ tiếng là do một là trở kháng không hợp. Nó mở đến cái volume mà to quá là nó sẽ bị như kiểu loá, như kiểu đi bị re, bị rộp. Cái đó là do trở kháng quyết định. Ấn thẳng. Vâng, anh ấn thẳng hoặc là xoay.